Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X từ 1 trên 10 từ giả bộ phận sau để tìm kiếm cái sự gọn gàng. Chắc mà X từ 1 trên 10 đổi dưới đây được người chủ nâng cấp lại hoàn toàn cái diện mạo bên ngoài bằng dạng đồ chơi cũng tương đối ít, nhưng cách thiết kế và phối màu đã làm chiếc xe trở nên lạ mắt hơn rất nhiều và cũng gọn gàng hơn. Khoét cho mình cái gam màu đen xanh trắng là khá là bật, kết hợp cùng những tông màu vàng đồng của phần lốc máy đã làm chiếc xe trở nên đẹp và nó bật hơn. Phong cách này người chủ của Exeter đã hướng tới quen thuộc với những người độ xe ở thị trường Malaysia. Cái tông màu vàng vàng kia chính là cụm tăng tốc Dono để rút ngắn hành trình với ga chiếc xe đã bay nhanh hơn. Phần đầu được độ lại với chiếc đèn SimFast được mô phỏng theo cụ dáng của Exeter 1/10/2.9, nhưng vẫn nên tận dụng là cái đồng hồ sim ở phiên bản cũ. Dàn chân trước thuộc được hạ xuống là khá thấp, thay đổi trọng tâm giúp chiếc xe hầm ổn hơn, núp chất cũng tốt hơn. Chi tiết đĩa trước Cosi được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exeter 1/10 ở dụng để giữ nguyên cái xe đĩa, nhưng ở dụng là cái mâm 4 lỗ. Chèn chân sau ở dụng cho mình cấp nhôm Kinrad, gam màu là xanh, liên lạc với cái dàn mâm 5 cây mà chiếc xe đang sử dụng. 4 cái động cơ được nâng cấp là 62cc cùng để so kè tốc độ, nên cái phần chèn chân người chủ đã bỏ đi hoàn toàn các thắng để giảm cái trọng lượng cái phần cù đĩa được CC bắt trực tiếp vào mâm để giúp chiếc xe đề bài nhanh và đi không có khoảng chờ như các mẫu cù đĩa ở dụng là post cao su. Bản độ rất là xinh xắn, đáng yêu nhẹ nhàng thế này, không thiếu đi cây phục có treo và dầu rời để giảm nổi bật cái để làm nổi bật cái dàn chân sau của chiếc xe đầu, giúp lấp đầy khoảng trống chiếc làm xe một cách tinh tế và nhẹ nhàng nhất. FX 110 độ chất lượng đến từ Baker Scott. Các chiếc Honda FX 110i là mẫu tay ga ở hạng 110cc đến từ Honda Hà Lan, được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam săn đón, tạo nên phong trào rất hot thời điểm đó. Nay các chiếc FX 110 Việt tiếp tục được làm mới hơn với phong cách Thái Lan cũng như những món đồ chơi chất đến từ Baker Xà Thành. Cái dòng xe này có một thời gian làm mưa làm gió thị trường Việt Nam vì chất lượng cũng như kiểu dáng phá cách, nhất là các phần đèn pha chia đôi tạo điểm nhấn ở đường phố, càng tạo cái sự nổi bật hơn với cái độ phá cách với những món đồ chơi chất trên chiếc FX độ bên dưới đây. Dễ dàng nhận ra đó chính là chiếc áo được chế mũ lại góc cạnh hơn, kết hợp cùng với dàn tem đấu Airbus được phối bởi AB Medical, cặp đèn trước full LED, chó đèn L6, LED 3 tim, O-Block, Demi Audi và di động có L3, đèn hậu Audi và O-Block, chụp bô Baker, cổ bô Titan, các nước Titan, cây phục Quest S, cái màu vàng nó bật. Xe cũng được độ luôn cả phanh đĩa sau caper. Chi tiết dễ nhận ra nhất là cặp mâm được lấy từ cái chiếc Volvo 110 tạo cái nét hiện đại cho xe. Kè trước cũng được chế cháo phong cách phần cơ lớn, đĩa trước Malaysia. Chúng ta để ý kỹ cái phần tay đồng, nhận ra phần tay thắng CRC AC2 cũng được người chủ đầu tư. Ngoài ra còn có baga Titan, đồng hồ Dobon, EAB Thái, chiếc cốp AB Thái. Một số góc ảnh nghệ thuật của cái chiếc Vado độ, một số góc nghệ thuật của Honda FX nâng cấp đến từ Baker Scott. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.